nhanh. Ở nhá. Thôi đi thôi, quay lại chuyện nữa, thôi tao đi chuyện. Cho đi vô cái làng đi đã. Đây đây hai người đã đi, hai người đã cho an toàn. Đi lên trên sông trại đi. Sông trại chứ. Sông trại không có mình đi vòng vô chỗ chỗ ông Sử chứ ơi. Ta đi nhờ chỗ ông bà già như ta đưa họ lên bờ để trẻ em. Ra được sông trước cái sát sông mới chứ được. Rồi. Trước là nặng hơn. Bật nữa nhá. Rồi, lên thôi, lên được. Lái ra trên đêm an toàn, không dấu đường đi. Anh em đang phải đi thuyền đi cả đêm để mà tiếp cận những cái hộ dân bị cô lập. Đây là Hưng Nguyên, Nghệ An, Nghi Lộc. Anh em chúng tôi phải đi bằng thuyền máy. Một chiếc thuyền nhỏ để mà mang những cái chiếc áo phao, với cả nếu mà ông bà già trẻ em thì chúng tôi sẽ đưa lên chỗ cao. Nước đi thì rất mênh mông giữa trời đêm. Chưa di tản nó mua được. Mình đang đi ở Hưng Trung, khu vực Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghi Lộc ấy. Đêm hôm đi giờ mênh mông nước nó rất nguy hiểm. Nhà vô nhà ơi. Được nhà mà vô nhà thôi. Đưa áo pháo về, đưa nữa cho họ, đưa đèn pin. Em đang cố gắng. Đúng rồi, mình đang ở Bùi Chu. Ok, đêm nay anh sẽ tiếp cận hết một chiếc cano đang chạy ra đó. Nhà này có thuyền. Theo thuyền ra lấy áo phao đây. Lấy áo phao. Lấy áo pháo đếm lờ mà mặc. Dạ. Cần không? Có như đang chỗ nó không cần. Rồi. Lấy cho con. Chưa. Được chưa? Tương là 4 cái nhá. Lấy 4 cái thôi, đi chỗ khác nữa. Rồi, nhà con đi ra nhà đi, có điện, không cần điện pin không? Đang ở Hưng Trung, ở Bùi Chu.
Ở chỗ mô anh Hoàng ơi, để anh em đến. Anh em đêm nay sẽ chiến đấu thâu đêm với bà con ở đây. Ở trong hai bố chú là ở mô em. À. Ở đây chỗ nói mấy người là đang ông bà đang ông bà già nằm trên tràn á. Ok, đêm nay anh em sẽ cố gắng tiếp cận giúp đỡ bà con thâu đêm nay luôn. Anh em sẽ thức vì sợ rằng nước đêm nay nó sẽ dâng lên. Nước nó đang lên. Bà con ở đây rất cần áo phao. Xóm một Bùi Chu có hai ông bà già nằm ở trên đó. Nhà ông chị đó em ơi, anh Hoàng ở nhà ông chị đó để nhanh đến luôn. Vâng anh ấy, hiện tại thì anh em Quảng Bình đang mang cano với cả 1.000 áo phao ra cho anh em ạ. Ba một rồi anh. Ba bên đi đấy chứ. Đêm đang mò đi nữa. Có áo pháo chưa? Đưa cho anh cái áo pháo đi. Đêm hôm nước lên. Cái nó nhỏ, cái nó trẻ em rồi. Rồi chờ thì lấy áo pháo cho đêm nhà an toàn, không là nước vào. Mình đang ở Nghi Lộc, Hưng Trung, Nghi Lộc, Nghệ An nha. Áo nhỏ rồi. Đây, trong cái bao đen này cái. Nên ưu tiên áo nhỏ cho trẻ em là nhiều. Áo nhỏ được, lấy áo nhỏ cho chú được. Đó. Dạ. Ok, hồi anh lại xong một luôn, đêm nay anh sẽ thức. Rồi nhà ông Nghiêm Bà Hợp anh sẽ lại luôn. Ông Nghiêm Bà Hợp. Số 1. Rồi ok. Thứ hai ông Ba hay những năm lên tràn á. Trời thì hiện tại giờ thì cũng đang tạnh mưa một chút, nhưng mà sẽ đêm nay sợ nước sẽ dâng lên á. Vâng, mình thì luôn luôn mạnh khỏe mọi người ạ. Đây là bà con ở đây cô lập rồi hết rồi. Và đêm nay nước sở nó dâng lên. Đúng rồi, anh em 73 đang trên đường mang cano với cả 1.000 áo phao ra để mà đồng hành với Dũng Nguyễn Quân. Tầm hơn một tiếng nữa cano sẽ có mặt ở Nghi Lộc. Những cái bàn của Dũng sẽ tiếp tế với Dũng. Đấy không có ai nhà nữa. Đi hết rồi, đây là di dời hết rồi. Đây có khả năng trốn hết rồi. Nhà có ai nữa không bác ơi? Nhà ai đâu? Mày nhà có ai nhà nữa không ơi? À đưa cho ông bà cái điện pin đấy. Không lấy điện pin không, có đưa điện pin. À thì lấy áo pháo đi, tâm áo pháo đi. Có cả áo pháo trẻ em dưới đây là tâm cho an toàn. Khi ai cần đưa cho họ ông lờ đêm hôm ấy. Tâm áo pháo đấy mà đêm hôm an toàn. Dạ? Thì tâm thêm vài cái nữa cho an toàn đi. Vì áo pháo đấy nhà con đưa ra đây 1.000 cái để cho. Rồi, nhá, tâm thêm lại cho trẻ nhỏ chứ nó cắn. Rồi rồi.
đi về là chưa chưa cái đấy được lắm. Đông này lắm á. Ừ. Đấy bây giờ đang đến thầy. Là trước đây nó còn một nhà nữa nè. Nhà ở nhà Huy á, ở nhà Huy. Nhà Huy kêu lại đang đi đang đau á. Đó, còn quay ra đi thôi để cho bên trên ra là. Ờ cái lại đang đau mình đi. Ở số 1 sao không ấy? Số 1 cái đấy chứ. À. Quay rồi dạ rồi nhà con đi đây đi nhà khác đây dạ 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 à cano hồi giá sẽ mình sẽ phi vô Xuân Yên luôn. À chưa. Ra ngoài biết được hay? Mình đang ở sau một Hưng Trung Hưng Nguyên nha cả nhà. Mùa điện lên tận đấy luôn. Nước lên tận điện luôn. Nguy hiểm thật. Ừ. Vâng anh em chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng chiến đấu với nước lũ, đồng hành với bà con. Rồi ok, thuộc nghe. Đây em. Chấm đều thuộc cho ấm bùng đã. Sú gì? Đấy sú mà. À, Nghệ An quê mình à, bây giờ đang cô lập đây mọi người ơi. Nước lên tận nửa cột điện này. Ôi mắc cột điện em ơi. Bây giờ mình đang chạy vô khu vực trại bơm này. Rất nhiều áo pháo để cho bà con nha. Hơn 1.400 cái áo pháo. Mình đang ở xóm 1 Hưng Trung Hưng Nguyên. À, mình đang ở xóm 1 Hưng Trung Hưng Nguyên Nghi Lộc Nghệ An nhà cả nhà. Đây là quê của mình đấy. Hả? Chỗ đừng đi không? Anh em đang lênh đênh trên sông nước. Vâng, mình sẽ cố gắng tiếp cận ở Lăng Tung luôn, sẽ cho cano để cano đến, mình sẽ cho đi cano đến luôn. Anh em cano ở Quảng Bình đang ra hỗ trợ với Dùng Nguyễn Quân đấy. Và họ có mang theo 1.000 cái áo pháo nữa. Nước thì đang lên nhanh nha cả nhà.
cột điện thì nửa nước nửa cột điện đấy. Có ai nhà đâu ông ơi? Nhà ông già đấy hả? Ông già này nói đâu hả? Có ai ở trong nhà nào không? Ra lấy áo pháo lờ đếm nước lên đây. Ông bảo bà chuyên xóm 1. À, rồi ok anh lại dư nha. Anh lại chỗ nhà ông chuyên. Cái số áo này có lẽ áo to em này. Mở cái bì ra lấy áo to này về. Lấy áo nhỏ chủ yếu là ông bà già với trẻ em thôi. Mình ưu tiên cho ông bà già trẻ em. Ra lấy áo pháo là đêm mưa nha. Áo to đó, áo to đó. Đưa cái áo to vào. Trong nhà còn nít không? Có đứa nhỏ chứ? Hai đứa nít lấy đó. Lấy áo cái áo con nít nữa. À đúng rồi, lấy nhau. Con nít. À anh Đình nha. Anh Đình là bố chứ? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Có những nước lên nữa. Nước sờ đứng lên đó. Ta đề phòng. Có đít pin chưa? Dạ rồi. Ông có biết. Có ông có đít pin nhá, lấy cái đít pin này. Rồi. À bóp này, bóp đít pin này nhá. Bóp này. Rồi, chào cả nhà. Rồi. Ông đau ở nhà bên ông ơi. Ở một đâm rậm. Ông rầm nó nghe rầm nó. Có đội mô đi ngoài nữa, bên kim à. Mắc à. Vâng, anh em chúng tôi đang cố đây mọi người. Vâng, quý mình đang bị cô lập. Để lúc dưng để mà mặc bay đâu mặc đi. À, đêm nay thuyền của Dương Nguyễn Quân sẽ đi cả đêm. À, mình đang ở huyện Nghi Lộc, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghi Lộc nha cả nhà. Đây là quê hương của mình đấy. Quê hương là Trùng Khê Ngọt. Nha. Bây giờ mình vào một nhà đấy nữa là mình lại đi tiếp tục đi ra nhà ở xóm 1. Quân Lập ơi. Ai ơi. Ra cửa sổ lấy áo phao này. Sơn ơi. Áo phao. Lấy áo phao. Ngài đây, cho mày lập áo. Ở hiên ấy, thằng đi được. À. Mày được con nít trắng á? Ba đứa lấy ba cái. Con nít tôi bây giờ lại biết bơi, mà sẵn một tay cho con. À, đồ lương anh lên rồi, nhưng mà đồ lương bây giờ nước rút cả rồi. À, rồi chào. Đưa áo pháo cho mấy đứa nhỏ đi. Ông lờ đếm. Không, cái lớn được không? Có cái em nhỏ cũng được cái anh... Anh Chi? Anh Dũng. Có cái Chi? Có cái em nhỏ cũng được à? Ừ, em mô to thôi, nhìn đi. Ừ. Đưa con nhỏ, áo to. À. Ai đó? Pháo mấy lửa đếm nước kính lên nữa, ba mấy lửa đếm. Rồi, cảm ơn nha. À, rồi, chào cả nhà nha. Không có mình nước cái nào. Thôi, không kịp, ăn chưa ăn đấy. Thôi máy ăn được. Quay hút cột điện xong em ơi. Ồ rồi. Thôi là xong. Nổ mày lên. Nổ. Đây mày đưa con nít đây. Bá. Đây đưa này. Nhưng mà răng nè. Có quay với chồng nó không
có quen với chồng không? À, tình hình là gầy đò rồi, tay treo bị gầy một tay thôi. Có mà, có cho anh cây mà. Hết thuốc à? Ừ, ngắn ngắn là được. Nó bể nó mới gầy được bích. Cho bám sát nó. Cho một cái giáo thôi, cho một cái giáo thôi. Mà một thuốc này lạnh mình chỉ mình lạnh cho lùi nước đến nó lạnh ngồi nhà lạnh thăm thăm rửa thăm vào rửa nhân nước con cho nhân nước phạt con này khuyên giờ lên đây di dời dân ở nơi di dời dân cả đêm này trong Cẩm Xuyên như Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên đêm nay di dời dân rồi lên ra khơi đi được thưa đi nhỉ được không? Rồi chào cả nhà nhá, lên đường rồi. Cứ mình chỉ đã vớt. Gian nan. Có con điện không này? Con điện. Điện thúc máy. Trong đi một ông nè, ông già. Ông bà già thì vô. Ừ, số 1. À. Ờ đúng ạ. Nhà mua mà nữa thôi. Ừ. Con đít mình ưu tiên. À. Chặt chồi hình. Không nghệ thuật lắm đi được. Ừ. Ở đèn này có đó. Lấy cái chèo hay hơn thầy. Hả? Cái nữa mà đưa cái nóc đi nhiều tiền này. Mình muốn cái này phải làm cái. Tí thì mình mới chủ yếu trong nhà nhiều lúc. Nhà mà nhà chủ yếu đi bên chiếm thôi chứ. Ừ. Ở gần sông nữa là hay nước rồi để mà làm để mà chuyển đồ đi. Ông Nam chào mô em ơi, Ngọc Nhun. Ông Nam hay ông ba nhà già néo đớn á. À, ở chỗ nào mọi người cho mình cái địa điểm cụ thể để mình biết đang mình đi nha. Vì đêm lo mò mình không thể biết được.
À, nước đang lên tuần ăn tôn ạ. Nắm ba mái mỗi hè. Nhà này lại sơ tán đấy. Vô được không? Thử vô cái. Có khi đang ở trong, ông ba đang ở trong. Ông nắm mái à? Ờ, nắm mái. Nắm mái bên đi. Mà có lèo truyền luôn, bên đi có lèo nhít nhà luôn. Ờ. À, ngọc, ngọc, chờ đoài sáu, ngọc, chờ đoài. Trần đưa cano chưa đến, mình chưa vào được. Thuyền này ta chưa vô, trần đưa vô được không? Được. Thôi em bày đi nào đi. Dầu ra cho ông Nghiêm chứ. Ừ. Với cái chỗ mẹp mẹp đông chút cái này. À. Ông Đào ơi! Vương Đào! Ông Đào ơi! Ông Đào! Ông Đào, ông Đào ơi! Lấy áo phao đây. Nước cũng vô. Gì là đừng khỏe sơ sơ. Đừng đi được này. Sơ sơ được. Đi trong kia về tặng như về đấy. À, như về đây thôi, chiến đấu quê nhà thôi. Dạ. Còn ở dưới nhà đấy có hai bồ con rồi đấy anh ạ. Hai bồ con lấy hai cái hải. Dạ dạ. Hai bồ con lên nhà đấy. Đấy. Mày con chơi đối à? Mình đi cho vợ xuống dưới tế ba đang lên. Ông đi chưa? Có đi bin chưa? Có rồi anh ạ. Ờ có rồi thôi. Nhờ mua cái gì đấy. Cho xin thêm cái nữa. Ờ thì đưa cho ông cái nữa. Nên bin nó đưa cho ông cái cho thoải mái là đêm hôm. Nếu yêu điền thôi. Rồi nhà con đi này nhá. Cảm ơn anh, cảm ơn cậu nhá. À rồi. Dạ rồi, chào ông. Ở chỗ một mình nước gần nóc nhà à, ông Nam với có ông Ba Hương xong 7 mua hay ở Bùi Ngoài em ơi, mà nước lên nóc nhà rồi. Đức mẹ đang ban ơn cho anh em này mày. Có đường ra không em? Hả? Anh ta đi bên đi mẹ này, sang bên đi này. Ừ. Ông Nghiêm Bà Hợp. Ok, đang lại ông Nghiêm Bà Hợp đây. À ông Nam, lại ông giờ là ông Nam xong lại ông Nghiêm. À đó hả? Ừ. Về chưa? Thằng nó về chưa? À. Đúng rồi, Đức mẹ đang ban ơn cho anh em đó. Vô ông đi à? Nhà ở nhà. Nhà anh dưa được vô rồi. Ở đến gác á. Nhà mình chưa ăn cơm không? Chưa ăn cơm.
mình đang ở quê nhà Nghệ An đây. Ok em, anh em đăng lại đây. 1.400 cái áo pháo mọi người không sợ thiếu nha. Xóm trại vào rồi. Đang ở xóm 1.